Thưa quý vị, vấn nạn bạo lực học đường không phải là chuyện mới, song những ngày qua nó lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mới đây nhất, một nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn học tác động vật lý dẫn đến phải nhập viện. Hiện lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra vụ việc. Mới đây, lãnh đạo huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, vào ngày 2 tháng 4, một số học sinh trường trung học cơ sở Xuân Nộn, trường cao đẳng nghề Việt Nam, Hàn Quốc và một số em học sinh khác đến nhà của em GTC, học sinh lớp 8A2 trường trung học cơ sở Xuân Nộn và gọi MC ra ngoài nói chuyện. Sau đó, nhóm này tác động vật lý MC và quay clip đưa lên nhóm. Sự việc diễn ra tại khu vực ngoài trường và trong ngày nghỉ, ngày Chủ nhật gia đình mc sau đó đã gửi đơn tố giác tới công an xã xuân nộn gửi đơn kiến nghị tới phòng giáo dục đào tạo huyện ngay sau khi nhận được đơn tố giác của gia đình mc công an huyện đông anh đã chỉ đạo đội an ninh công an xã xuân nộn tiến hành xác minh vụ việc đồng thời xác minh thương tích ban đầu của mc tại bệnh viện đa khoa đông anh bệnh viện đa khoa phương đông Căn cứ tài liệu xác minh ban đầu, xác định được 4 học sinh có liên quan tới vụ việc trên cùng là học sinh ở trường cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc. Cùng với đó là hai em học sinh đứng quay video vụ việc thuộc lớp 8A3 trường trung học cơ sở Xuân Nội. Nguyên nhân do các nữ sinh này mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt học tập. Nhà trường đã mời năm phụ huynh của các em học sinh đến trường để làm rõ sự việc, đồng thời đình chỉ học tập ba em học sinh để giáo dục và ngăn chặn. Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Xuân Nộn cùng ban đại diện cha mẹ, học sinh, giáo viên chủ nhiệm đã tới thăm hỏi và động viên MC, tuy nhiên không nhận được sự hợp tác và phối hợp của gia đình. Ngày 10 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã có buổi làm việc với lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo, công an huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Nộn, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Xuân Nộn, Trưởng Công an xã Xuân Nộn để chỉ đạo giải quyết kịp thời.